Chào mọi người đã trở lại đến với kênh Cờ Cao Thủ của mình. Tiếp tục hôm nay mình sẽ chơi một trận đấu Venice, và rất là đặc biệt khi mà hôm nay mình đã mượn được một bạn. Rất là cảm ơn bạn đã cho mình mượn cái vị tướng Venice này. Nick có vị tướng Venice và trang phục nhà thám hiểm cực kỳ đẹp của vị tướng Venice. Cáo siêu thanh. Vâng. Và nhân tiện là mình mượn nick đó, mượn nick của bạn, thì nhân tiện trận này mình đánh hạng luôn cho bạn luôn. Thì hiện tại bạn là danh bạch kim, thế nên là đánh cho bạn một số trận thôi, tại vì là mượn nick của bạn mà. Thường mình đi rừng là mình rất là hay săn cướp rừng các bạn luôn. Khi mà nhận biết được tem bạn rừng không phải là đối tượng bồ đỏ ăn đầu tiên thì mình sẽ khẩn trương sang cướp rừng và tiến tới ganh sớm chẳng hạn. Cá Phoenix là một tướng cực kỳ khỏe, khỏe dã man. Và vị tướng này đã được cho vào kho báu rồi. Thế nên là anh em nào có nhu cầu chơi thì phải bỏ ra quân huy để mà quay. Thôi bỏ đi, xin con lính quái rừng là được rồi. Rồi mai rừng của tên bạn là Kricknack Sên Bộ Hung thì sẽ solo với mình luôn. Mình là cá Phoenix siêu thành. Đây rồi, đây là một pha canh rất là sớm khi mà Giru tên bạn chưa ra vào ba. Vâng, nổ rồi, chiến công đồ cho mình. Các bạn có thể để ý khi mà mình bắn cái chiêu thứ nhất vào người của Giru vừa nãy đó, thì mình đã kịp tích đủ 4 phát liền, 4 phát bắn liền, bắn đường ấy, thì nó sẽ phát nổ ra và nổ đam sát thương chuẩn cực kỳ cao. Đó, không phải 4 sao mà đây là mặt hình con cáo, 4 cái mặt hình con cáo phát sáng lên là có thể nổ đam rồi. Máu thế. Bộ trang phục này rất là đẹp. Cáo Phoenix đây, bộ trang phục này là có một cái bộ lông rất là dài vàng và đội trên mình một cái mũ. Đi đu tiêm bạn ăn hành từ lúc đầu trận giờ hai mẹ cho mình rồi. Ê thôi, làm gì mà vội vàng thế, ôi từ từ, làm gì mà canh ghê vậy. Vâng, này thì Sên Bộ Hung này siêu việt cho mình rồi. Sên Bộ Hung rất là hổ báo. Khi mà pha đấy lao vào mình cứ tưởng ăn được mình, nhưng mà không ngờ. Thì do trận đấu này từ từ, thanh niên này có ra đây không? Bây giờ mà John mà đi lại gần chỗ mình là mình cho đi luôn, khi mà mình có ulti rồi đủ kiểu. Thôi, có lẽ là thanh niên này không ra đây rồi. Ôi Gidu, úi rồi, tí nữa thì mình chết. Đấy, các bạn có thể để ý là khi thanh niên cáo Phoenix này có tốc độ chạy di chuyển cao thì nó là chạy bằng 4 chi, là 4 chân. Còn bình thường nó chỉ đi bộ thôi, 2 chân thôi, như người thôi. Trang phục nhà thám hiểm cực kỳ đẹp. Vâng, thôi không để ý là mất luôn con rồng rồi. Đáng mề. Thôi, tự nhiên mất luôn con rồng kìa. Không để ý luôn. Ôi ơi, thêm quật buốt thế. Mít tem họ nó phải Aether nó phải tốc biến để mà chạy thoát. Ta đấy không cần tốc biến được, mà thanh niên này chưa chắc. Đây rồi. Vâng, một hit thôi, làm sao chạy làm sao được. Rồi, đã đạo cho mình rồi. Rất là dễ dàng, 4-0. Và tem ăn 5 mạng, mình ăn 4 mạng. Băng trụ à, máu thế. Băng trụ thì băng. Ôi ơi, thôi phải nằm xuống rồi. Thanh niên lữ bố phải nằm xuống rồi. Ôi đau, từ từ. Đánh buốt vậy cứ chơi chắc. Đây là trận hạ nên là đánh cứ phải đánh từ từ thôi, không phải như đánh thường đâu. Đó, farm rừng cực kỳ nhanh với vị tướng này. Thì dạo này lâu lắm là mình chưa động đến cái nick G cao thủ, nick chính của mình. Vì nick đấy ít tướng quá. Và dạo này mình hay làm tướng mới mà, có làm clip cho ai đâu. Thế nên là mong anh em thông cảm cho mình.
Và các bạn có thể để ý, vâng, đáp bật test rất là dễ dàng. Thanh niên, một thanh niên định bộc phá để cái ad của mình nhưng mà không thành công khi mà mình xả cái kim đầu vào thôi. À đâu, mình xin lỗi, cái chiêu cuối của cá Phoenix là nó sẽ giúp cho sẽ khiến cho đối thủ bị chậm trong bị làm chậm trong vòng vòng tròn đó và bị chịu sát thương rất là cao. Mình chỉ đứng ngoài mình bắn thôi. Các bạn có thể nhìn thấy trên bản đồ của mình những cái gọi là đồ họa không được đẹp cho lắm. Về khi là dạo này mình chơi cảm tưởng máy mình hơi bị giật gì đó. Alistair này chạy làm sao được khi mà chói. Bây giờ mày chạy đi, không chạy làm sao được cơ chứ. Rồi thần thánh rồi, tí nữa thì dồn ăn mạng được. Thì đồ họa của mình trong trận đấu này rất là kém vì máy mình dạo này hơi bị lag, chơi rất là lag. Thế nên là mình đã giảm đồ họa xuống rồi, không bật HD, không, nói chung là không bật độ phân giải cao lên. Thế là nhìn có vẻ hơi xấu thôi, nhưng mà không vấn đề gì vì đồ họa không ảnh hưởng gì đến chất lượng chơi của của trận đấu này. 7-0 rồi, nói thế mà mình được 7-0 với phút thứ 6 rồi. Ăn mạng còn trên cả thời gian. Thôi bé đạo, tí nữa ăn được mạng dồn xanh đấy nhờ. Cá Venus là có một gọi là tướng solo đường ấy. Không phải solo đâu, thanh niên này solo với tướng nào đi chăng nữa là cũng là rất là lợi khi mà cá Venus mang cho mình được cái chiêu thứ nhất. Chiêu thứ nhất của con cáo này nó sẽ nổ đam cực kỳ đau nếu mà đứng nào mà solo với thanh niên này. Và cái ulti của nó nữa, ulti của nó giúp đối phương rất là bị hết cơ động ấy, gọi là bị làm chậm trong vòng tròn, khó chịu. Hiện tại giờ là mình không cần phải đi về làm gì cả khi mà còn vị tướng này farm rừng cực kỳ khỏe luôn. Mai mà, ôi, gì đu. Vâng, đứng, ôi, tí nữa thì bị các em mất mạng. Thần thánh rồi, 8-0. Phút thứ 7. Thì đầu trận mình ganh rất là hiệu quả. Team mình đã có một số mạng nhất định. Thế nên là phần giữa trận này rất là nhàn ha. Khi mà team bạn gần như là phế hết rồi. Trận đấu giờ là team mình đang làm chủ rất là tích cực. Thanh niên xin bộ hung chạy đi đâu, xin bộ hung chạy đi đâu được chứ. Vâng, thần thánh cho mình rồi, còn nước nào mà chạy được nữa. Rồi lên được cái thanh kiếm, đông thế rồi. Vì đu nó mà ulti cái này biết ngay là nó ulti mà. Ôi giời, bây giờ thanh niên ulti đi rồi. Một mạng cho mình, sao mà thanh niên đi đu phế thế, ăn được có 60 vàng. Ăn được có mỗi 60 vàng kìa. Không bỏ chứ gì. Lưu bố cũng được luôn một thần thánh đây này, phải 200 vàng như con này mới ngọt ngào chứ còn 60 vàng là gọi là phế rồi. Trận đấu này rất là dễ dàng thôi, đây là trận hạ mà mình cảm tưởng đánh rất là dễ dàng. Khi mà team hạ họ ăn được có 7 mạng thôi. Trận này mình rất là xanh, chắc chắn sẽ được MVP rồi. Đấy, nó sẽ tự nổ con quái, mình biết là nó sẽ tự nổ đấy. Các bạn nên nhìn thấy kinh nghiệm nó chạy về mình, lượng máu đấy. Không cần phải đánh chết làm gì cả, cứ để đấy rồi mình tiếp cận mục tiêu khác. Đánh cực kỳ buốt, tình hình Hidu đã phế rồi. Thôi kết thúc trận đấu cho nhanh nào. Ôi, đau thế. Cái vòng tròn của Alistair đau vậy. Và Doan nữa bắn. Đấy, hút máu mà, mình có lên hút máu, lên đồ hút máu đây. Hầu như đánh bị tướng này là mình không phải về làm gì cả. Đến về làm gì cả. Đó, hút máu cực kỳ cao. Đây, xử lý con dầu này xong mấy lút nạp. Wow, chỉ cần cái chiêu đầu tiên thôi và bắn tích nổ 4 lần.
là con rồng hắc ám bị mất nửa cây, mất luôn nửa cây máu. 12 mạng rồi. Cực kỳ xanh. Lưu bố level 13 và hiện tại mình là level 15. Gì đây? Level 11. Khổ quá, không biết lượng sức mình. Ơ, thế mèo nào zone bắn ulti chuẩn vậy? Đứng tít ở nhà mà bắn được cái S quá là giỏi. Sợ thật. Không sao. Nhường bạn vậy. Đâu rồi, ra đây nào, anh cân cả bầu trời luôn. Khi mà trận đấu này anh là khá là xanh rồi. Cá Phoenix là cực kỳ xanh rồi. Kiru thì rất là tích cực cực kỳ. À, Triệu Vân Móc đằng sau định chơi lẻ mình đó. Dồn rất là nhanh chóng. Nào mở combat đi. Khi mà không cần phải biến về luôn. Chưa chi lại hồi đầy máu rồi. Hay lắm. Trời, làm sao được không? Chỉ cần bắn đúng một phát thôi là có thể nổ lam vâng chiến thắng rồi. Trận đấu rất là dễ dàng, trận đấu hạng. MVP là mình, 13.6 Phoenix. Chúc mừng bạn thêm lên, đã lên được một sao tiếp theo. Vâng, trận đấu là tỷ số là 28-11. Mình ăn 13 mạng và không chết mạng nào. Vẫn còn nguyên zin và hỗ trợ 7 mạng, kiếm tiền nhiều nhất tem, gây sát thương nhiều nhất tem, đẩy trụ cũng nhiều nhất tem, ăn nhiều mạng nhất tem luôn. Nói chung thì trận đấu này khá là dễ dàng khi mà mình đi đảo lên ngay từ đầu. Thế nên là đã khiến cho phần bên trên của Gidu, phần đường kinh công, đường rồng của Gidu và John rất là phế vật rồi. Thanh niên rừng của tem bạn cũng bị hay bị cướp rừng và solo mình toàn thua thôi. Trận đấu này chiến thắng rồi, rất là ngọt ngào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, tạm biệt.